tờ huyệt của Tổng Bí thư Tô Lâm trước Đại hội Đảng 14 là gì? Chủ tịch nước Lương Cường đi tham dự hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác APEC 2024 tại Lima, Peru, đồng thời thăm chính thức Cộng hòa Peru từ ngày 12 đến 16 tháng 11. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Trong khi đó, các đánh giá cho rằng ông Tô Lâm hình như đã cảm nhận được cơn sóng ngầm trong chính trường. Đó là sự phản ứng từ các phe chống đối trong đảng, được cho là do ông Lương Cường dẫn dắt. Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đều là nhân vật chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, không có thông tin chính thức thừa nhận mối quan hệ cá nhân không bình thường giữa hai lãnh đạo hàng đầu này. Giữa lúc một số nhà phân tích cho rằng không thể coi nhẹ khả năng Chủ tịch Lương Cường sẽ vươn lên vị trí Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại đại hội lần thứ 14 diễn ra vào đầu năm 2026. Ở chiều ngược lại, một số nhận định từ giới phân tích cho rằng ông Tô Lâm đang nỗ lực bày binh bố trận để thâu tóm toàn bộ quyền lực trong đảng. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm nhường lại chức Chủ tịch nước không phải là sự thất thế, mà đó là một tính toán khôn ngoan để tạo ra sự đồng thuận trong nội bộ của đảng, cũng như tạo đà cho sự trở thành một Tổng Bí thư quyền lực nhất sau Đại hội Đảng lần thứ 14. Các kỳ đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra cứ 5 năm một lần. Nó đòi hỏi phải có sự hợp tác thống nhất giữa các cơ quan của đảng và nhà nước, cũng như các lãnh đạo hàng đầu. Dù chức danh Chủ tịch nước không phải là người trực tiếp tham gia vào công tác nhân sự của đảng, nhưng ông Lương Cường, thông qua các mối quan hệ chính trị cũng như có ảnh hưởng đáng kể đến việc bầu chọn các vị trí lãnh đạo trong đảng. Đặc biệt, trong việc lựa chọn nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị cũng như Ban Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Những đánh giá về sự thiếu đồng thuận giữa ông Tô Lâm và ông Lương Cường đều là có thật, đã xảy ra từ năm 2024 cho đến nay. Tuy nhiên, để tạo được ảnh hưởng lớn hơn nữa trong đảng trước kỳ họp Đại hội 14, hai ông Tô Lâm và Lương Cường phải tạm đóng băng lại mối mâu thuẫn này. Trên cương vị đứng đầu đảng và nhà nước, cả hai ông Tô Lâm và Lương Cường sẽ có ảnh hưởng lớn tới sự ổn định chính trị và tiếp tục phát triển các chính sách của Việt Nam tại Đại hội Đảng 14 sắp tới đây. Những đánh giá về khả năng mạnh yếu ai sẽ là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng 14 vẫn chỉ là sự giả định, vì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm khả năng lãnh đạo và quản lý, yếu tố phẩm chất chính trị và đạo đức, quy trình dân chủ và minh bạch. Nhưng quan trọng nhất đó là sức mạnh của các phe cánh. Xét trên yếu tố này, dễ dàng nhận thấy thế và lực của Tổng Bí thư Tô Lâm dường như áp đảo phe tướng lĩnh chính trị của ông Lương Cường. Nhưng trên bình diện tổng thể thì vẫn chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào. Nhân vật thường trực Ban Bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú được đánh giá là người có khả năng tạo ra các rắc rối Tổng Bí thư Tô Lâm. Bởi ông Tú nằm ngoài tầm kiểm soát của ông Tô Lâm, như là người đứng đầu cơ quan có quyền lực điều tra các lãnh đạo cấp cao nhất. Theo một số ý kiến, đây là lý do ông Tô Lâm bắt buộc phải duy trì bằng được mối quan hệ vốn có với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Một khi mối liên minh này đứt gãy, đồng thời Trần Cẩm Tú chính thức bắt tay với phe quân đội, thì ngay lập tức sẽ sinh chuyện. Điều đó hết sức bất lợi đối với Chủ tịch nước Lương Cường. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin tử huyệt của Tổng Bí thư Tô Lâm trước Đại hội lần 14 là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tô Lâm hứa Việt Nam sẽ miễn học phí và nuôi tất cả học sinh đi học. Khả năng có đến đâu đây? Vào ngày 9 tháng 11, Quốc hội Việt Nam đã thảo luận về luật nhà giáo liên quan đến các vấn đề về giáo dục. Truyền thông nhà nước đưa tin Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu tại Tổ đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội rằng nhà nước sẽ phổ cập giáo dục tiến dần từ tiểu học đến trung học, các cháu đến tuổi là được đến trường. Đáng chú ý, ông Tô Lâm đã cam kết rằng tiến tới nhà nước bỏ học phí nuôi các cháu trong độ tuổi đi học, tiến bộ là phải như vậy. Vẫn theo Tổng Bí thư Tô Lâm, điều kiện Việt Nam hiện nay là tương đối thuận lợi để thực hiện mục tiêu này. Việc đầu tư cho giáo dục sẽ mang lại lợi ích lâu dài về mọi mặt,
trên mọi lĩnh vực đối với các quốc gia. Xu hướng chung hiện nay, việc giáo dục miễn phí trên thế giới cũng như khu vực ASEAN đã và đang là tương đối phổ biến. Qua tìm hiểu của phóng viên được biết, từ trước đến nay, nhà nước Việt Nam cũng đã có chủ trương giáo dục miễn phí và nuôi học sinh. Tuy nhiên, chủ trương này mới chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp. Trước năm 1989 cho đến nay, Việt Nam đã thực hiện giáo dục miễn phí cho tất cả trẻ em ở cấp tiểu học. Mọi học sinh tiểu học tại trường công lập không phải đóng học phí. Ở cấp trung học cơ sở, kể từ năm 2006, nhà nước đã thực hiện chính sách miễn học phí với học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Tuy nhiên, nhà nước vẫn thu thêm các khoản thu ngoài học phí như phí học thêm, bảo hiểm y tế và các khoản đóng góp khác. Còn ở cấp trung học phổ thông, từ năm 2020 cho đến nay, nhà nước bắt đầu triển khai chính sách miễn học phí đối với học sinh cấp học này, nhưng giới hạn chỉ ở các trường công lập. Tuy nhiên, có sự phân biệt tùy vào hoàn cảnh và khu vực địa lý khác nhau, có thể sẽ được hỗ trợ thêm. Về chính sách nhà nước nuôi học sinh cho đến nay, nhà nước mới chỉ hỗ trợ cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt hay học sinh khuyết tật. Tại các trường nội trú, nhà nước cung cấp cho học sinh nơi ở, ăn uống và các khoản trợ cấp để đảm bảo các em có thể tiếp tục học hành ở mức tối thiểu. Đồng thời, nhà nước cũng triển khai các chương trình cấp sách vở miễn phí cho các đối tượng kể trên để đảm bảo cho các em không thiếu sách vở và dụng cụ học tập. Tóm lại, chính sách giáo dục miễn phí mà nhà nước nuôi học sinh Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đầu còn rất sơ khai và chưa đạt được mức của nền giáo dục chất lượng. Chủ yếu là do vấn đề đại tài chính của nhà nước chưa có khả năng cung cấp. Nhìn sang quốc gia láng giềng của Việt Nam như Vương quốc Thái Lan, được biết từ năm 2000, nhà nước Thái Lan đã chính thức miễn phí giáo dục cho toàn bộ học sinh 12 năm, bao gồm cả học nghề. Đồng thời, nhà nước chi trả tiền cho tất cả các chi phí như sách vở, cặp sách, đồng phục có ba loại khác nhau. Phụ huynh học sinh ở Thái Lan không phải trả bất kỳ chi phí gì, trừ tiền cho con ăn quà. Kể cả bữa cơm trưa của học sinh cũng được nhà nước lo. Đây chắc chắn sẽ là giấc mơ của các bậc cha mẹ học sinh ở Việt Nam, bởi lo chi phí học hành cho con em họ là một gánh nặng với vô vàn các khoản thu vô lý, nhưng nếu phụ huynh không đóng thì sẽ không được yên. Tuy nhiên, công luận bày tỏ sự hoài nghi về những phát biểu hứa hẹn quá nhiều của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra rất nhiều vấn đề mang tính giàn trải, không có trọng tâm theo lối vạ đầu nói đấy, hoàn toàn không có các giải pháp cũng như chương trình cụ thể để biến thành hiện thực. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin Tô Lâm hứa Việt Nam sẽ miễn học phí và nuôi tất cả học sinh đi học. Khả năng đến đâu đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de